Tại cuộc họp sáng 27 tháng 3 năm 2019 về việc xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương, ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gang Thép Việt Nam, gọi là VinSteel, cho biết một nhà thầu Trung Quốc đã quỵt khoản tiền là 13 triệu đô la do chủ đầu tư Việt Nam đã thanh toán sai quy định khi thực hiện dự án mở rộng gang thép Thái Nguyên. Nhà thầu này có tên là Tập đoàn Xây lắp Luyện Kim Trung Quốc, viết tắt là MMC. Theo báo Thanh Niên, tại cuộc họp, ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu lãnh đạo VinSteel giải trình về sự việc trên. Ông Phúc cho hay VinSteel đã chuyển yêu cầu cho phía MMC, tuy nhiên phía đối tác không hứa hẹn sẽ trả lại. Cũng theo ông Phúc, nhà thầu MMC có thể sẽ không quay trở lại hoàn thành nốt các phần việc dở dang bởi vì nhà thầu MMC đã đòi tăng giá hợp đồng từ rất nhiều vòng thảo luận trước đó, thêm 100 triệu đô la nữa. Ông Phúc cho biết, VinSteel xác định không thể đàm phán nữa và sẽ xin ý kiến tư vấn của Bộ Tư pháp để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo như là khởi kiện.